Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món tàu hũ nhồi sốt cà chua. Đây là một món ăn dễ làm cùng nguyên liệu đơn giản, nhưng lại thơm ngon, đẹp mắt, cực kỳ hấp dẫn luôn đó các bạn. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 6 miếng tàu hũ. Tàu hũ này mình mua cái loại mà người ta chiên sẵn nha các bạn. Cà chua thì mình dùng 3 trái. Và đây là nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ, mình dùng khoảng 5g lúc mà còn khô nha. Mình đổ nước vào mình ngâm khoảng 30 phút để cho nó nở ra đó. Và mình dùng 1 cọng hành bơ rô và vài cọng rau ngò rí. Còn đây là tàu hũ kia nha các bạn, tàu hũ kia mình đã chiên sẵn rồi. Và đây là bún tàu thì mình dùng khoảng 5g. Còn cái phần gia vị thì ở đây mình có chuẩn bị 1 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng canh đường. Nước tương thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh và 1 muỗng canh tương ớt. Tiêu xay thì mình sẽ dùng 1 ít nha. Rồi, nguyên liệu thì mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi ngâm cái phần bún tàu này. Mình cho vào trong chén rồi cho nước vào. Mình cho nước ấm vào đấy các bạn, mình ngâm khoảng 5 phút cho nó nở mềm ra đó. Tiếp theo là mình sẽ xắt cái phần nấm mèo. Mình sẽ xắt hạt lựu nhỏ. Đến phần hành bơ rô thì mình sẽ xắt nhuyễn. Rồi đến phần tàu hũ thì mình sẽ xẻ nó nha. Mình xẻ đừng có đứt ra luôn nha các bạn. Đó, mình xẻ như thế này. Cái khoảng cách chỗ này nè các bạn, 1cm nhé. Mình chừa cho nó dính lại đó. Rồi những cái này thì mình cũng xẻ như vậy luôn. Giờ mình sẽ dùng một cái muỗng nhỏ nha. Rồi mình sẽ cạo cái lớp tàu hũ ở bên trong nè, lớp tàu hũ trắng đó. Đây, mình nạo ra như thế này nè, rồi mình cho vào trong cái tô nha. Những phần tàu hũ còn lại thì mình cũng nạo như vậy luôn. Mình cho tàu hũ vào trong cái tô nè, rồi cho phần nấm mèo vào luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần bún tàu vào. Bún tàu thì mình cắt khúc khoảng 1cm nhé. Phần tàu hũ kia này thì mình sẽ bóp cho nó nát ra. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ướp gia vị vào nhé. Mình sẽ cho vào một ít hạt nêm, một ít đường và rắc vào một ít tiêu xay. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Các bạn nên đeo bao tay nha, rồi mình nhồi như thế này nè, cho nó đều. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhồi cái phần nhân vào trong tàu hũ. Các bạn lật cái miếng tàu hũ lên như thế này. Rồi mình sẽ nhồi cái phần nhân mà mình vừa trộn vào. Nhồi xong thì mình sẽ úp xuống như thế này nè các bạn. Đó. Và phần tàu hũ thì mình đã nhồi nhân vào xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên. Mình cho dầu ăn vào trong cái chảo nha. Mình cho lượng dầu vừa thôi nha các bạn, không cần phải nhiều quá. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho tàu hũ vào. Khi cho vào thì các bạn nên dùng một cái giá để mình cho vào nha, để cho nó không có bị rớt á. Mình chiên cho hai mặt nó vàng đều hết là được. Và khi chiên thì mình sẽ để lửa vừa thôi. Cái mặt dưới đã vàng rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ trở nha. Các bạn trở khéo léo một chút nha, để thôi nó bị văng cái phần nhân ra đó. Rồi, những miếng tàu hũ mình chiên vàng như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra. Mình gấp ra mình để vào miếng giấy thấm dầu nha, cho nó thấm bớt dầu đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ băm cái phần cà chua này. Các bạn có thể băm hoặc là mình xay nhuyễn cũng được. Mình cắt bỏ cái phần cuốn này đi. Và cái phần cà này thì mình sẽ tách bỏ phần hạt đi nha.
bây giờ mình sẽ làm cái phần nước sốt cà nhé. Mình sẽ cho vào trong chảo khoảng 1 muỗng canh màu dầu đều. Những bạn nào mà không có màu dầu đều thì mình dùng dầu ăn bình thường nha. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho cái phần hành bô rô vào. Vì cho cái phần hành này nó vàng thơm lên, rồi mình sẽ cho cà vào. Bây giờ mình sẽ cho phần gia vị vào nhé. Mình sẽ cho hết phần đường và hết phần hạt nêm vào. Tiếp theo là mình sẽ cho nước tương vào nhé. Rồi mình cho tương ớt vào luôn. Mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh nước nữa. Mình xào đều lên cho phần gia vị nó hòa tan ra. Ê, các bạn nhìn cái phần nước sốt cà của mình nè. Màu cà rất là đẹp luôn á. Màu đỏ tươi luôn nè. Và lúc này thì các bạn cũng có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần tàu hũ vào. Mình để lửa nhỏ lại. Mình nấu cho cái mặt dưới nó thấm khoảng 1 phút rồi mình sẽ trở mặt nha. Wow, rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ trở mặt nha. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Mình nấu thêm 1 phút nữa rồi mình tắt bếp luôn. Và như vậy là cái món ăn của mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ thì tắt bếp, rồi mình múc ra ngoài dĩa và thưởng thức thôi. Ôi thơm quá các bạn ơi, rất là thơm luôn á. Món này thì mình ăn với lại cơm trắng đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái món này nha. Đây, cái miếng này mình cắt ra làm hai nè các bạn. Nhìn cái phần nhân ở bên trong á, rất là hấp dẫn luôn. Nên mình có chuẩn bị thêm một chén cơm trắng nên là mình sẽ ăn với cơm trắng nha. Rất là ngon luôn các bạn. Cái sốt cà đậm đà nè. Rất là ngon luôn. Tàu hũ thì mình ăn lớp ngoài nó hơi dai. Và phần trong á, phần cái nhân bên trong á mình ăn nó mềm mềm. Vị thì rất là vừa ăn nữa. Cái phần nhân á mình ăn mềm mềm nè. Và dai dai rồi sần sật của nấm mèo nữa. Cái món này ngon hay không đặc biệt nhờ cái phần nước sốt cà đó nha các bạn. Nước sốt mình ngon thì mình ăn cái món này nó sẽ ngon hơn. Món này người ăn chay, người ăn mặn đều có thể ăn được hết. Lâu lâu các bạn ăn món mặn á, mình ngán rồi. Thì hôm nay mình đổi khẩu vị mình ăn cái món tàu hũ nhồi chay như thế này đi. Rất là ngon đó nha. Vừa thanh đạm nè, dễ ăn, lại rất là đơn giản nữa. Khi mà cắn vào một cái đó các bạn thì mình cảm nhận cái hương vị đầu tiên của cái nước sốt cà. Đậm đà nè, chua chua, ngọt ngọt và rất là vừa ăn. Món này mà ăn với cơm á các bạn, rất là hao cơm luôn á. Nước sốt đó nó thấm vào trong cái miếng tàu hũ á, khi ăn á, nó rất là đậm đà. Thường thì món chay các bạn được gắn với cái suy nghĩ đơn điệu nè, nhạt nhẽo. Nhưng với cách làm cái món tàu hũ nhồi chay sốt cà này á, thì đảm bảo là những bạn nào không ăn á, thì mình sẽ tiếc lắm luôn đó nha. Món này thì các bạn có thể nấu cho cả nhà mình ăn nè. Ngày thường hay ngày chay gì mình cũng có thể ăn được hết. Và trong các ngày mà đám tiệc á, đặc biệt là đám giỗ đó các bạn, thì mình thấy người ta hay cúng những cái món ăn chay đó, các bạn có thể làm cái món này nè. Và các bạn ơi, video làm món tàu hũ nhồi sốt cà chua của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có yêu thích cái món ăn của mình á, thì hãy nhớ like nè và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nhớ nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!